Dạ thưa cha, thưa cầm sàng, con tên là Anna Nguyễn Thị Thanh Tâm. Hôm nay con lên đây làm chứng cho Thiên Chúa. Con từ lúc nhỏ là bác sĩ hết rồi là phải bỏ, không có dưỡng được. Lúc mang thai. Dạ. Lúc mang thai thì bác sĩ nói sao, được mấy tháng bác sĩ nói sao? Thai nằm dưới tử cung quá nên dưỡng không có được. Nằm dưới tử cung, sát tử cung quá không có dưỡng được nên phải bỏ. Nhưng con tin vào lòng Chúa, con giữ em cho tới giờ, khi để em ra được 1,2 bạn tháng. Lúc mà sinh thì có sinh đúng ngày đúng tháng không? Dạ không, được 7 tháng 10 ngày là con đẻ ra được 1,2. 7 tháng 10 ngày thì đẻ ra đứa bé này được 1,2. Dạ. Rồi sau em được 1 tuổi là con đi khám tổng quát cho em là em bị hồng cầu thấp, là thay máu, mà thật sự con vợ chồng con mới cưới nên không có tiền. Con phải làm liều. Để cho em đến ngày hôm nay thì đi Cha Long, người ta coi đi Cha Long là hay lắm. Cha chữa hết bệnh cho em á. Là con mới ẩm em đi được một lần này nữa là 4 lần. À, bệnh của em thì càng ngày chắc cũng giảm rồi, tại con không có tiền đi khám cho em. Con để em dạy luôn. Là em cũng hay sốt mà lên nhà thương. Còn cách đây, đó là một liền là chắc là Chúa cũng ban cho em để em hết bệnh. Còn cách đây 20 ngày em có chơi với nước mà lọt vô thùng nước. Gì? Em chơi nước á, thùng nước sơn á cha, lọt tủng vô trong luôn. Ẩm em lên lại người em tiếng ngắt à. Là lúc đó đưa hàng xóm đưa lên nhà thương dần, không có cho người ngoài nhà đi theo. Là em gọi điện về kêu là chuẩn bị đi, em được chở em về á. Là lúc đó em chết, nhà thương báo em chết, chở em về. Là con thật sự không tin nổi, không không có cầu nguyện với Chúa. Là Chúa là mưu xót, xin giữ gìn thiếu nhi nhỏ của Chúa. Xin Chúa chỉ chở cho em vượt qua cơn khổ nạn này. Thì con cũng đọc kinh lòng Chúa mưu xót vừa xong. Là người ta gọi điện về là kêu em khóc rồi, cho mẹ với cô nhà lên dỗ em. Thật sự lúc đó con mừng quá, con cũng cảm ơn cha. Lần này con đi con đúng lên làm chứng là tạ ơn Chúa đã cứu sống con. Đây đứa bé 7 tháng và 1,2. Đứa bé rớt vào lớp lọt tổng vào thùng nước và bác sĩ đã báo là không còn sống sót được nữa, và hôm nay đã sống, đã quay mẹ đã đưa đến và đã lên đây để làm chứng. Một gia đình rất là nghèo, có được đứa con đến này đứa thứ mấy? Đứa thứ hai cha. Đứa thứ mấy? Đứa thứ hai. Đứa thứ nhất mấy tuổi? Dạ 3 tuổi. Đứa thứ hai? Dạ 17 tháng. Và đứa thứ ba? Dạ chưa. Rồi chưa. Rồi đây ta tặng cho con cái máy nha, nha, về nghe nha. Đây 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Rồi đây là kê quạt 105 đức mẹ hiện ra tại Fatima. Mẹ đã che chở gìn giữ con nha. Nếu không thì nó đã phá đứa bé này từ lâu rồi, vì cái thai nó nằm ở dưới tử cung, không thể nào giữ cái thai đó được. Nhưng mà với lòng tín thác nó vẫn kiên trì, và hôm nay nó lên để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Thấy không? Gặp chưa? Tin không? Tin. Hallelujah. Rồi mời anh.